thưa quý vị, tối cao pháp viện Hoa Kỳ vừa đồng ý xét xử vụ kiện liên quan đến quyền sử dụng súng vào hôm thứ ba, 22 tháng Giêng. Đây là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ tối cao pháp viện xét xử một vụ kiện như thế này. Ba người dân cùng với New York State Rifle and Pistol Association thuộc National Rifle Association nộp đơn kiện thành phố New York City vi phạm hiến pháp. Cụ thể là vi phạm tu chính án số 2, tức là quyền sử dụng súng. Theo luật của New York City, những người có giấy phép sử dụng súng ngắn, chỉ có thể đem súng từ nhà tới nơi tập bắn trong thành phố với điều kiện súng không có đạn và phải nằm trong hộp khóa lại. Họ không thể đem súng ra ngoài giới hạn thành phố New York City. Trong số 3 cư dân kiện New York City, hai người nói rằng họ muốn đem súng đến nơi tập bắn bên ngoài phạm vi thành phố. Người còn lại nói rằng ông muốn đem súng đến căn nhà thứ hai của ông ở thành phố Hancock cũng thuộc tiểu bang New York. Các tòa dưới đã xử cho New York City thắng và kêu gọi tối cao pháp viện không chấp nhận xét xử vụ kiện này. Tuy nhiên, tối cao pháp viện dự định sẽ đưa vụ kiện ra xét xử vào tháng 10 2019.